Gia Khiêm, soái ca Idol Kids ám ảnh vỡ giọng và thực hư chuyện tình cảm với Bảo An. Lương Gia Khiêm gây ấn tượng mạnh mẽ tại thần tượng âm nhạc nhí nay đã cao lớn và bước vào giai đoạn vỡ giọng. Suốt nhiều năm qua, tài năng nhí vẫn thu hút được nhiều sự quan tâm ủng hộ của khán giả. Lương Gia Khiêm sinh năm 2005, năm 11 tuổi. Gia Khiêm tham gia cuộc thi tìm kiếm tài năng âm nhạc Việt Nam Idol Kids, nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả bởi vẻ điển trai, mái tóc xoăn đặc trưng cùng phong cách âm nhạc hiện đại. Sau cuộc thi, Gia Khiêm cùng gia đình chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh để cậu bé có thể tiếp tục theo đuổi con đường ca hát, song song với việc học văn hóa. Trải qua nhiều năm, soái ca nhí ngày nào nay đã trưởng thành, được nhận xét là dạy thì thành công. Gia Khiêm sinh ra và lớn lên tại Hà Nội trong một gia đình không có ai theo nghệ thuật, có bố mẹ đều là nhà tạo mẫu tóc, nên từ bé Gia Khiêm được bố mẹ trau chuốt vẻ bề ngoài từ quần áo cho đến tóc tai. Thế nên mỗi khi xuất hiện trên truyền hình, cậu bé luôn khiến khán giả thích thú và ấn tượng bởi ngoại hình. Gia Khiêm gây ấn tượng trong các cuộc thi ca hát dành cho thiếu nhi như thần tượng âm nhạc nhí, giọng hát Việt nhí, chạm ngõ nghệ thuật âm nhạc từ khi mới hơn 10 tuổi. Lúc này cậu bé đăng ký tham gia cuộc thi giọng hát Việt nhí 2015 và cậu được đội Lưu Hương Giang, Hồ Hoài Anh lựa chọn. Tuy nhiên, Lương Gia Khiêm đã bị loại sớm. Sau đó, Lương Gia Khiêm quyết định thử sức với chương trình Việt Nam Idol Kids. Với giọng hát cao vút đầy nội lực của mình, cậu nhận được nhiều lời khen có cánh từ phía ban giám khảo. Sở hữu gương mặt điển trai từ bé cùng với mái tóc xoăn khác biệt và gu ăn mặc cá tính của mình, Gia Khiêm được đông đảo khán giả yêu thích và khiến giám khảo Isaac ghen tị khi thấy cậu nổi bật hơn cả mình. Cuộc thi này, Gia Khiêm đã thể hiện xuất sắc màn trình diễn ca khúc À ơi trong đêm chung kết và giành giải ba cuộc thi. Vụt sáng từ chương trình Việt Nam Idol Kids 2016, Gia Khiêm vẫn tập trung vào con đường học tập của bản thân. Thi thoảng cậu sẽ dành thời gian rảnh để đi hát, có thêm kinh nghiệm và gặp gỡ khán giả. Giọng ca nhí cũng tham gia các lớp học đào tạo chuyên sâu kỹ năng âm nhạc. Ngoài việc ca hát ra, Gia Khiêm còn được mời tham gia đóng phim và quay nhiều quảng cáo làm MC. Sở hữu giọng ca nội lực có thể hát được những nốt cao vút, thế nhưng khi bước vào tuổi dậy thì, Gia Khiêm không tránh khỏi bị vỡ giọng. Từ hè năm 2018, âm nhạc của Gia Khiêm trở nên bị rè và ồ hơn. Gia Khiêm từng chia sẻ càng lúc giọng của cậu càng trầm xuống. Nếu như trước đây cậu có thể thoải mái hát những nốt cao một cách dễ dàng, thì hiện tại cậu lại gặp khó khăn khi hát những nốt cao. Tuy nhiên, quá trình thay đổi giọng nói không khiến Gia Khiêm buồn lòng. Ngược lại, cậu lại tập những bài hát trầm ấm nhẹ nhàng. Cậu tập xử lý các ca khúc sao cho phù hợp với quãng giọng hiện tại của mình. Gia Khiêm cho biết sẽ tập trung vào việc học và hoàn thành chương trình văn hóa trước khi theo con đường ca hát chuyên nghiệp. Từ khi vào thành phố Hồ Chí Minh sinh sống, lại ở độ tuổi mới lớn, Gia Khiêm đã học cách sống tự lập không cần dựa vào bố mẹ. Nếu như trước đây mọi việc trong nhà đều do bố mẹ làm tất cả, thì bây giờ cậu phụ giúp bố mẹ làm các việc lặt vặt như dọn dẹp nhà cửa, quét nhà, giặt áo quần. Nổi tiếng từ khi còn nhỏ, ca sĩ nhí có tuổi thơ khác biệt so với bạn bè đồng trang lứa. Gia Khiêm vừa phải cân bằng giữa việc học và đam mê ca hát, cậu chỉ nhận tham gia các buổi biểu diễn phù hợp trong khoảng thời gian cho phép. Không những có gia đình, sự nghiệp ổn định, ca sĩ sinh năm 2005 còn khiến netizen ngưỡng mộ với tình bạn Thanh Mai Trúc Mã cùng cô bạn Bảo An. Cả hai còn được cư dân mạng đẩy thuyền trong tương lai vì quá đẹp đôi. Tuy nhiên, Á quân Việt Nam Idol Kids đã khẳng định mối quan hệ này chỉ là tình cảm bạn bè, anh em thân thiết. Cặp sao gắn bó vì bố mẹ, gia đình hai bên tạo điều kiện để Gia Khiêm và Bảo An có cơ hội học tập hỗ trợ nhau về lĩnh vực ca hát. Gia Khiêm từng tâm sự, có đợt em và Bảo An quay MV chung với nhau, nhiều người cũng để lại bình luận cho rằng bọn em yêu nhau, một số còn nhận xét khá tiêu cực, dù rằng những clip đó có nội dung hết sức bình thường, không làm gì quá lố. Thật ra gắn ghép cũng không sao, nhưng nhiều người lại dùng những lời lẽ đả kích khiến em rất buồn. Em biết và theo dõi Bảo An từ khi em ấy tham gia Gương Mặt Thân Quen Nhí. Em rất ngưỡng mộ Bảo An vì còn nhỏ nhưng lại rất giỏi. Mới mấy tuổi đã có MV triệu view rồi. Đến khi gia đình vào thành phố Hồ Chí Minh sinh sống, em cũng không có nhiều bạn, chỉ thân với mỗi Bảo An thôi. Thật ra em và Bảo An thân nhau từ bé như anh em vậy, không có khoảng cách. Em nghĩ như thế thì sẽ bền hơn. Bọn em lại có những điểm mạnh khác nhau, nhờ vậy mà học hỏi nhau nhiều thứ từ trong âm nhạc đến cuộc sống. Nói về chuyện tình cảm với Bảo An, nam ca sĩ trẻ tâm sự thêm. Bây giờ ra trường, em và Bảo An gặp ai cũng bị nói là đang yêu nhau. Em cũng quen rồi, nhưng thật sự thì bọn em thân đến mức không yêu được luôn. Nếu có gán ghép kiểu anh em thân thiết thì em sẽ rất thích, còn kiểu yêu đương em có hơi không thích lắm. Đầu năm 2022, Gia Khiêm đã tung ra bài hát Em Muốn Đi Đâu, thể hiện khả năng nhảy múa, hát rap, rất phù hợp với gu của các bạn trẻ. Tuy nhiên, sắp tới, ca sĩ nhí sẽ thử thách bản thân với thể loại ballad qua ca khúc Đi Qua Nước Mắt. Đây là ca khúc được nhạc sĩ Lưu Quang Hùng sáng tác đặc biệt dành riêng cho Gia Khiêm. Mới 15 tuổi nhưng đã dám hát ballad về tình yêu, Gia Khiêm thừa nhận em cũng phần nào lo lắng. Thực ra hát ballad là không hề dễ chút nào cả, đòi hỏi chiều sâu của tâm hồn và có một trái tim tình cảm hát mới thật sự cảm xúc. Ở tuổi 15 em chưa đạt đến mức độ đó nhưng cũng đang dần cảm nhận về tình yêu. Khi em hát, em luôn đặt cảm xúc lên hàng đầu. Vì vậy em đã tìm đọc tiểu thuyết tình yêu để hiểu thêm nhiều về cuộc tình cay đắng, Gia Khiêm thổ lộ.
Để nuôi cảm xúc và thể hiện ca khúc Đi qua nước mắt được trọn vẹn nhất, Gia Khiêm không ngại tìm đến sự giúp đỡ của mẹ. Chính mẹ Gia Khiêm là người đã khuyên em tìm đọc các tác phẩm văn học, bộ phim về đề tài học đường, những tình cảm chớm nở tuổi mới lớn của trong và ngoài nước để hiểu hơn về chuyện tình cảm. Cậu thanh niên sinh năm 2005 cho biết cũng đã có những rung động đầu đời với bạn khác giới. Gia Khiêm còn tiết lộ mẫu bạn gái yêu thích của mình chỉ gói gọn trong 3 đặc điểm: xinh, ngoan, hiền. Hiện tại, Gia Khiêm vẫn tích cực hoạt động nghệ thuật, tham gia ca hát và hợp tác với nhiều ca sĩ tên tuổi khác. Với diện mạo điển trai cùng tài năng của mình, Gia Khiêm sở hữu lượng đông người hâm mộ và được kỳ vọng sẽ trở thành tên tuổi lớn trong tương lai.